Chào mừng quý vị đến với Cô Tô, Ngọc Đông Bắc. Hải trình của tàu từ 1 giờ đến 1 giờ 15 phút trên biển. Qua vịnh Bái Tử Long, qua cửa đối và đi vào vùng biển có thể có sóng từ cửa đối. Để đảm bảo an toàn, nhanh chóng, vui lòng ổn định chỗ ngồi, hành lý, nhường vị trí tốt giữa tàu và đuôi tàu cho người già, trẻ em. Hành lý vui lòng xếp gọn gàng, chặt chẽ. Có thái độ cư xử văn minh, lên xuống từ tốn, không gây ồn ào. Tuyệt đối không vứt rác xuống sàn tàu, gác chân lên tàu, không vứt rác xuống biển, không gây ảnh hưởng đến hoạt động làm việc trên tàu của thuyền trưởng, thuyền viên, tôn trọng văn hóa địa phương và theo chỉ dẫn của thuyền trưởng, thuyền viên. Hội du lịch Cô Tô khuyến cáo du khách không mang rác ra đảo, đặc biệt là túi ni lông. Mọi hành vi gây tổn hại môi trường, không tôn trọng thiên nhiên, văn hóa, con người địa phương đều không được chào mừng tại Cô Tô. Với mong muốn Cô Tô trở thành một điểm đến thân thiện, chuyên nghiệp, môi trường tốt, Hội du lịch khuyến cáo du khách không sử dụng các dịch vụ cò mồi trên cảng. Trường hợp quý vị khách lẻ có nhu cầu về vận chuyển, lưu trú, mời quý vị đến với kiosk trung tâm thông tin du lịch trên cầu tàu, nơi các thông tin chính thống về du lịch được đảm bảo bởi Phòng Văn hóa Thông tin huyện, Hội du lịch Cô Tô. Thank you.